Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Meta Đại Graphic Design. Trong bài học ngày hôm nay mình lại được gặp nhau và hướng dẫn các bạn trong cái loạt video hướng dẫn học phần mềm Corel Draw, làm chủ được phần mềm Corel Draw phiên bản 2020 X8. Trong cái bài học ngày hôm trước mình đã hướng dẫn các bạn cái bài Polygon rồi đúng không? Trong bài học nay mình tiếp tục hướng dẫn cái nhóm công cụ Text Tool. Text là các bạn biết rồi, liên quan đến cái việc mà chèn thêm bớt cái text của các bạn trong cái file thiết kế. Thì trên này khi các bạn chọn cái công cụ text, đúng không ạ? Các bạn chọn công cụ text thì trên này nó sẽ hiển thị tất cả các cái thông tin liên quan đến text, tức là cái font chữ này, độ co chữ này, lớn nhỏ này. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Rồi cái gì nữa? Bold này, italic này, bold là in đậm này, italic in nghiêng này, u là underline gạch dưới này. Rồi cái horizontal alignment tức là giúp các bạn align cái chữ của bạn theo cái gì? Hoặc đây là cái bullet là những cái chấm đầu dòng, gạch đầu dòng các cái phần. Hoặc cái này là drop cap tức là cái chữ in hoa. Đấy, còn cái này inset indent là cái liên quan đến cái text paragraph. Đấy, liên quan đến cái này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn luôn. Đầu tiên là các bạn gõ một cái chữ đúng không ạ? Ví dụ như mình gõ một cái chữ là như này đi. Đây là cái text nha các bạn nhé, không phải là paragraph. Thì bây giờ mình sẽ cho cái phần chữ lớn hơn để cho các bạn thấy rõ hơn. Rồi, đây là cái chữ. Và mình sẽ cho nó cái chữ này nó xuống để cho các bạn thấy rõ hơn này. Ở đây là một cái text, các bạn thấy là cái text chưa? Cái text này nó gồm có những cái gì? Thứ nhất là cái phông chữ Arial này. Ví dụ bạn không thích phông chữ Arial, các bạn tìm phông chữ khác thì các bạn có thể vào trong này. Các bạn tìm một cái phông chữ nào thích hợp. Tùy vào cái máy của các bạn mà có những cái phông chữ mà các bạn cài đặt. Đấy, thứ hai là cái kích thước phông chữ này. Đấy. Đối với cái này thì các bạn lại không cho cái point cái bold italic được vì nó hạn chế. Ví dụ như cái phông lúc nãy đi, mình sẽ cần Ctrl Z lại. Đấy, thì nó sẽ có bold này, italic này, in nghiêng này, u là underline. Đấy, các bạn nhé. Đấy, mình đấy cái phông chữ mình hướng dẫn luôn. Rồi cái này là các bạn có thể, hiện tại là các bạn thấy là nó không có align cái gì hết. Và đây là align left, đây là center, align right. Và cái này có justify full và for justify. Justify full thì nó sẽ align cho các bạn những cái khung chữ thôi, còn cái align for justify thì nó sẽ align tất cả cái đường cho các bạn luôn, tất cả cái ô vuông luôn. Ví dụ như cái đoạn cuối cái chữ mà nó ít quá thì nó sẽ giãn cách cái đoạn cái dòng cuối cùng ra, các bạn nhìn thấy rõ chưa? Còn khi các bạn chọn cái full justify thì cái này nó sẽ justify cho các bạn nhưng mà nó không giãn cái đoạn cái chữ cuối cùng. Đấy, thì các bạn ở đây, ở ngoài đây thì còn có một cái số cái thông tin nữa. Đấy, ví dụ như edit text chẳng hạn thì các bạn bấm vào đây thì các bạn có thể gõ vào thêm vào đây trực tiếp ở trong này cũng được, hoặc là các bạn gõ bên ngoài, các bạn bấm vào đây, các bạn gõ ở đây đều được, nó cũng không có ảnh hưởng gì nhiều. Đấy, ở trong này thì khi các bạn bấm vào đây thì nó còn nó sẽ là cái phần mở rộng thôi, cũng không có gì. Các bạn tô màu chữ này, đấy, nó các hiệu ứng cũng justify thôi. Đấy, đây là cái phần cơ bản nhất. Rồi, đây là cái text nhớ các bạn nhé. Đây là một cái text bình thường mà các bạn gõ ra. Đấy. Hoặc là các bạn có thể, đây là một cái text, hoặc là các bạn có thể vẽ một cái paragraph. Sau đấy thì các bạn copy file vào. Thì cái paragraph này nó phụ thuộc vào cái chữ của các bạn. Các bạn co lại. Bây giờ mình cho cái chữ nó lớn hơn để các bạn thấy rõ này. Mình cho 100 đi. Thì các bạn thấy là cái text này, các bạn kéo ra thì nó hiển thị hết, còn không thì nó sẽ bị che lấp đi. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Đây là hiển thị hết, đây là cái paragraph các bạn nhé. Đấy. Thì cái sự khác nhau giữa paragraph và cái text là các bạn biết rồi. Ví dụ như cái này thì nó, các bạn có bao nhiêu cái chữ thì nó sẽ hiển thị hết ra cho các bạn. Nếu như các bạn không đóng khung thì nó hiển thị hết. Các bạn hiểu ý mình chưa? Còn cái paragraph là một cái đoạn văn bản và các bạn vẽ một cái khung như thế thì nó tùy thuộc vào cái việc mà các bạn scale cái khung chữ bên ngoài. Đấy, thì cái paragraph này thì các bạn cũng định dạng các cái phông chữ này, rồi co chữ này, in đậm in hoa, rồi các cái justify. Đấy, ngoài ra thì các bạn có thể chọn cái drop cap. Đấy, ví dụ như ở đây, các
các bạn chọn cái rock cap với chữ y này chẳng hạn đấy, chưa? Rồi cái bullet, nếu như các bạn có nhiều cái gạch đầu dòng thì nó sẽ tạo cái bullet cho các bạn. Ví dụ như này đi, mình sẽ bỏ cái bullet này đi, một đoạn này, hai đoạn này, ba đoạn. Bây giờ mình sẽ scale lớn ra để cho các bạn thấy được cái bullet này. Rồi mình sẽ chọn và tạo cái bullet, thì các bạn thấy là có ba chấm tròn này, hoặc là 1 2 3 này, hoặc là cái gì đấy liên quan đến cái đoạn chữ của các bạn, đúng không? Đấy là cái bullet liên quan đến cái chữ. Các bạn có thể cánh trái, cánh phải, center, đúng không? Đều được, justify full hoặc là for justify, tùy vào cái mục đích thiết kế chữ của các bạn thôi. Đấy là cái việc mà các bạn liên quan đến chữ. Mình mở cái này lên. Thì ở đây đối với cái phần mà cái paragraph thì nó còn có cái phần là cái co chữ này các bạn này, giữa dòng trên và dòng dưới. Ví dụ như cái đây mình cho 200%, thì các bạn thấy là giữa cái đoạn trên và cái đoạn dưới nó có khoảng cách là 200%. Đấy, hoặc là cái khung này các bạn này, cái lề trái mình cho khoảng 100. Đấy. Cho 200. Cái này là led rồi đúng không? Đấy. Đây là cái lề đấy. 200. Các bạn thấy được là nó sẽ có cái sự cánh trái cánh phải. Đấy, rồi ở giữa cái đoạn trên và đoạn dưới. Hả? Các bạn thấy chưa? Giữa đoạn trên và đoạn dưới. Cái này thì các bạn có thể tìm hiểu thêm. Đấy, ví dụ như đây 200 đây. Đấy, các bạn thấy giãn giữa các cái dòng với nhau là 200. Giữa các đoạn với nhau là khác này các bạn nhé. Đấy. Đấy là cái paragraph. Các bạn có thể tô màu này, tìm một cái màu khác các bạn tô. Đấy, màu xanh. Đó. Màu hoặc là các cái hiệu ứng cho cái chữ của các bạn. Đây cái hiệu ứng stroke, các bạn nhìn thấy cái hiệu ứng stroke là 3 PT. Đấy, các bạn có thể chọn nông. Các bạn có thể fill này. Đấy. Fill cái button hoặc là thêm các cái kiểu định dạng mà tô màu cho cái chữ của các bạn ấy, hoặc texture. Này cũng khá là hay. Hoặc là các bạn có thể tô cái màu fill cho cái frame của các bạn. Đấy, cái này mình sẽ bỏ là nông đi. Ở đây các bạn nhìn thấy là cái frame này này. Đấy, tức là cái khung bên ngoài nó sẽ tô màu cho các bạn. Các bạn nhá. Đây khung tô màu cho các bạn, mình sẽ tô một cái màu khác. Đó. Rồi. Ok, mình sẽ Ctrl Z lại. Mình no fill đi. Bỏ fill. Ok, đây là cái mà trước khi mà mình tạo này. Đấy. Rồi đây là cái đoạn paragraph các bạn thấy nhá. Cái này các bạn có thể chia thành hai cột này hoặc nhiều cột khác nhau. Đấy. Đấy là cái chữ liên quan đến cái chữ các bạn nhá. Một cái tiếp theo mình mới hướng dẫn các bạn đấy là cái table. Thì đối với cái table này các bạn thấy không? Thì các bạn có thể kiểm soát được cái ô. Ví dụ như các bạn chọn 5 5 năm đi. Máy mình nó đứng nó có vẻ nó hơi yếu. Đấy. Mình chọn 5 thôi chứ không phải là 50 đâu các bạn nhé. 6 chọn nhầm. Các bạn có thể kiểm soát được cái ô của các bạn này. Các bạn thấy chưa? Đấy. Hoặc là các bạn tô màu cho cái ô của các bạn. Đấy. Tô màu cho cái ô của các bạn là bình thường các bạn nhé. Đấy. Và các bạn có thể cái table này là gì ạ? Cái table này là cái table mà giúp các bạn có thể thêm cái text vào trong cái ô của các bạn.
Ở đây các bạn đúp kích đúp vào đây và các bạn thêm chữ vào đây thôi. Thì cái chữ ở đây thì các bạn phải cho nó có cái kích thước chữ nó lớn lên nó. Đây. Đây mình sẽ vẽ một cái table khác các bạn nhé. Table nó quá lớn. Rồi, ok. Đây là cái table mới mình mới vẽ. Mình cho cái chữ vào đây, mình bắt cái chữ vào đây. Thì các bạn thấy là cái chữ này ở mỗi cái ô này thì đều có các cái chữ. Các bạn có thể bắt cái chữ vào đây. Đấy, thế là cái table này nó sẽ chứa cái chữ. Các bạn nhìn thấy chưa? Các bạn có thể chỉnh sửa các cái liên quan đến chữ này. Ví dụ các bạn không thích 12 thì các bạn thích nhỏ hơn. Đây. Nó sẽ hiển thị thêm cái chữ đầy đủ cho các bạn hơn. Đấy. Đối với cái phần mà các bạn chỉnh sửa chữ thì nó cũng giống như các bạn tạo một cái test thôi. Tuy nhiên là cái test này nó nằm bên trong cái table. Đấy. Thì cái bài học ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi cái video của mình. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video tiếp theo. Chúc các bạn thành công.